Theo ước tính, Việt Nam cần khoảng 327 triệu con gà giống mỗi năm, tuy nhiên chỉ có khoảng 30% sản phẩm con giống tốt và đạt chất lượng cao, số còn lại là con giống kém chất lượng. Để khắc phục điều này, việc thụ tinh nhân tạo cho gà cũng như là đầu tư ấp nở tự động hiện đại đã được một số trại gà quan tâm để làm ra những con giống sạch bệnh. Tuy nhiên để thành công cũng cần phải áp dụng những biện pháp kỹ thuật hết sức khắt khe. Hãy cùng với chúng tôi đến thăm một trang trại ở ngoại thành Hà Nội để xem những chú gà giống chất lượng cao được làm ra như thế nào. Với diện tích hơn 1.000 m2 và trên 40 máy ấp nở, khu ấp nở trứng gà tự động này được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Hàng ngày, người lao động và toàn bộ buồng ấp đều được xông, phun và tiệt trùng nghiêm ngặt. Từng quả trứng gà giống sẽ được soi để kiểm tra thông số kỹ thuật. Những quả trứng không phôi hoặc không có đủ thông số kỹ thuật sẽ bị loại. Trứng để tạo ra những con gà tốt nhất thì đòi hỏi những công nghệ, máy cũng đòi hỏi là tốt và môi trường trong cái khu trạm ấp này cũng phải là tốt thì con giống nó mới khỏe được, nó cũng như được chăm sóc như là những đứa trẻ sơ sinh. Gà giống được sản xuất theo một quy trình khép kín rất nghiêm ngặt. Gà bố mẹ được nuôi trong chuồng lạnh khép kín, hàng ngày có kỹ thuật viên kiểm tra lựa chọn gà bố mẹ tốt nhất, sau đó thụ tinh nhân tạo để có những quả trứng giống chất lượng cao. Thụ tinh nhân tạo thì mình biết được con nào là ốm đau, bệnh tật gì là mình cũng loại bỏ. Và mấy cả thị nệ có phôi nó đạt cao hơn nhạy bình thường. Nó đạt khoảng 96% là có phôi. Từ những quả trứng gà được thụ tinh nhân tạo, chúng sẽ được thu gom hàng ngày, bảo quản trong phòng lạnh vô trùng trong 24 giờ đồng hồ. Trứng giống tiếp tục được chọn lọc thêm một lần nữa. Những quả đủ tiêu chuẩn mới mang ra buồng ấp. Sau 7 đến 8 ngày, trứng sẽ được lấy mang ra soi. 18 ngày sau chuyển sang buồng nở. Đúng 21 ngày là nở ra gà con hàng loạt. Những chú gà đầu tiên đã nở và ngày mai là có thể là chúng ta đưa ra và lựa chọn những con đủ tiêu chuẩn và tiêm vaccine theo đúng quy trình thú y khuyến cáo. Chúng tôi cũng đã tư vấn và sát cánh cùng công ty cổ phần Tiên Viên để xây dựng nên những các cái hệ thống chuỗi như thế này. Và đến thời điểm hiện nay thì công ty cũng đã chủ động được cái giống tốt thì nó sẽ tạo ra được cái năng suất chất lượng đối với sản phẩm và đưa ra thị trường một cách ổn định. Thụ tinh nhân tạo gà và áp dụng công nghệ ấp nở tự động đã tạo ra những con giống gà có chất lượng cao, sạch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là nhu cầu tất yếu để phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành chăn nuôi. m-nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn
thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.